Những game show hẹn hò đã nở rộ thời gian qua đã cho thấy là phần nào những xu hướng mới của giới trẻ trong tìm kiếm tình yêu đôi lứa. Hẹn hò công khai hơn, giờ đây nhiều cô gái không có tâm lý e ngại cọc đi tìm trâu mà chủ động tìm bến bờ hạnh phúc. Tình yêu thì cũng không nằm ngoài và thế là các ứng dụng hẹn hò trở thành công cụ đắc lực. Đi tìm tình yêu thời công nghệ sẽ là chủ đề của Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay. 2/3 thời gian trong ngày, Đức Hiếu làm việc tại nhà cùng chiếc máy tính. Chưa vội vàng vì mới 24 tuổi, với anh, sử dụng ứng dụng hẹn hò là cách ngồi im, tình yêu sẽ đến. Ứng dụng giúp mình có thêm nhiều bạn bè và biết đâu trong số đó khi gặp gỡ ở ngoài đời thì chúng mình có thể thành một đôi, từ mạng ảo mà trở thành tình yêu thật. Hơn một tuần tìm hiểu, Châu Anh đồng ý gặp mặt người bạn có nhiều điểm chung khi nói chuyện có ứng dụng hẹn hò. Thường được bạn bè gọi là quý cô tuổi dần, cũng như Đức Hiếu, Châu Anh hy vọng sẽ tìm được nửa kia của đời mình, kết thúc sự độc thân. Đầu tiên là mình cũng làm một cái sự tò mò thôi. Và cái thứ hai là mình cũng bắt nhịp với cả công nghệ 4.0 thì mình cũng muốn thử xem là những cái kết bạn ở trên mạng nó có giống với là thực tế hay không. Nó cũng là một cái khá vui. Cái app thì nó cũng có những cái thao tác rất là đơn giản thôi. Nếu mà thích thì mình quẹt phải, còn không thích thì mình quẹt trái. Trong thời đại số, chiếc điện thoại gắn liền với con người trong nhiều hoàn cảnh, ngay cả khi đang trò chuyện với bạn bè, đi cà phê và nhiều hoạt động khác. Một thế giới phẳng giúp chúng ta dễ dàng mua sắm trực tuyến này, kết nối với cả người thân và ngay cả việc tìm kiếm tình yêu. Theo hãng nghiên cứu thị trường Decision Lab, có 65% người Việt Nam sử dụng ít nhất một ứng dụng hẹn hò. Hãy cùng nhau kiểm chứng điều này nhé! Đã từng có thời điểm mình dùng 1-2 app, một lúc mình dùng 5 app một lúc để tìm ra người mình ưng ý. Mình sử dụng ứng dụng hẹn hò là bởi vì mình muốn kiếm nửa kia của mình ở trên đấy. Có thể mình sẽ gặp được ai đấy trên đấy mà hợp với mình chẳng hạn. Ứng dụng hẹn hò dễ dàng kết bạn hơn cả ngoài đời ấy chứ. Chỉ cần quẹt trái, quẹt phải, nói chuyện với nhau rồi hẹn gặp. Cũng theo báo cáo của Decision Lab thì gần 60% người dùng ứng dụng thích trò chuyện từ 1 tuần cho đến 10 ngày trước khi tạo cuộc hẹn trực tiếp đầu tiên. Và nhờ có ông Mai bà mối thời 4.0, rất nhiều cặp đôi đã tiến tới hôn nhân, viết nên câu chuyện đẹp mang tên mạng ảo, tình yêu thật. Trong xã hội chúng ta thì trước đây là người ta mai mối, đúng không ạ? Có những bà mối, có những ông mai để làm cái vai trò ông tơ bà nguyệt. Nhưng bây giờ thì nó chuyển thành những cái ứng dụng như vậy. Và tôi nghĩ rằng là về bản chất nó không hề khác. Nhưng về gọi là về cái mức độ bao phủ thì rõ ràng là những cái ứng dụng đấy nó cho chúng ta cả một cái gọi là một cái cơ hội để lựa chọn rất là rộng. Tôi thấy cái xu hướng này bây giờ đang rất là phổ biến và tôi nghĩ rằng là có lẽ là nó rất là phù hợp với cái cuộc sống ngày hôm nay. Và công nghệ mở ra những cơ hội không giới hạn về địa lý, không gian nhưng mà cũng tiềm ẩn nhiều mặt trái. Cái gì quá dễ dàng thì người ta thường không trân trọng. Đó là lý do những mối quan hệ qua mạng thường không bền, mạng ảo nhưng rủi ro là có thật. Chính vì nó dễ dàng cho nên rằng là cái tính cam kết của nó không còn được như ngày xưa nữa. Rất nhiều những người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn lên đấy để hẹn hò, hay là rất nhiều những cái lừa đảo khác. Và những cái điều đó nó là một cái sự nguy hiểm. Nếu như một những cái cô gái, những cái chàng trai mà thiếu cái trải nghiệm, thiếu cái hiểu biết, dại dột thì có thể rằng là sẽ gặp rất nhiều những cái rủi ro. Nó còn có thể tạo ra những cái hệ lụy không đáng cho mình. Như chúng ta đều biết rằng là mỗi thứ mà chúng ta để lại ở trên mạng thì nó đều không bao giờ biến mất. Cho dù chúng ta delete tất cả những cái hồ sơ của chúng ta trên mạng, delete tất cả những cái gì mà chúng ta nói ở trên mạng thì nó vẫn còn xuất hiện ở đâu đó ở trên môi trường mạng, và có thể rằng là nó sẽ trở thành một cái phiền phức cho mình về sau. Vâng, công bằng mà nói thì công nghệ không có lỗi. Ứng dụng hẹn hò chỉ là công cụ mà thôi. Sử dụng nó thế nào phụ thuộc vào hiểu biết và ý thức văn hóa của mỗi người. Và trên thực tế thì đã có nhiều bạn tìm được nửa kia của mình và có cái kết đẹp nhờ vào ứng dụng hẹn hò. 28 tuổi, từng là một MC truyền hình, hiện đang ổn định với công việc truyền thông, được tung tăng bay nhảy khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với hiện tại. Thế nhưng đó chỉ là một mình tôi thấy ổn, mọi người vẫn ái ngại nhìn tôi mà nói rằng đừng ké nữa, ế đến nơi rồi.
Trước sự dục dã của gia đình bè bạn, Quỳnh Nhung quyết định sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm tình yêu. Vượt qua những rào cản về địa lý, Dung quen một chàng trai Việt là phó giáo sư đang dạy đại học tại Mỹ. Không thể gặp nhau, tình yêu của đôi bạn trẻ hoàn toàn qua mạng. Kết thúc có hậu khi tìm tình yêu thời công nghệ. Sau 5 năm đám cưới, một bé gái đáng yêu đã ra đời. Nếu như không lên mạng ấy, thì chắc chắn là mình cũng không thể nào quen được nhau. Bởi vì là không có bất cứ một cái mối liên hệ gì, ngành học thì cũng khác nhau này, mối quan tâm sở thích cũng khác nhau đúng không? Rồi bạn bè cũng khác nhau, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm thấy được một cái người nào mà bạn chung của em và anh đúng không? Mình hình như không có bạn chung nào hết. Thực ra qua mạng thì chỉ là một cái cơ hội thôi, lên mạng chỉ mở rộng cái cơ hội. Còn sau đó là khi mà xác định được rồi thì phải gặp trực tiếp ngoài đời, xác định rõ ràng hơn. Còn sau đấy thì chúng ta vẫn phải hết sức là tỉnh táo, hết sức là phải cẩn thận để biết rằng là trước tiên là mình biết mình muốn gì. Và thứ hai rằng là cũng phải hiểu rõ hơn về cái người đó, phải có một cái sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn ấy. Bởi vì thực ra bây giờ có không ít những cái trường hợp là yêu đương qua mạng, hoặc là người ta hẹn hò, hoặc là thậm chí là có những cái người ta lấy trộm profile của người khác để giả mạo và đi kết bạn. Đó, và cũng rất là nhiều người bị mắc bẫy, nên là chúng ta cũng phải tỉnh táo trong cái câu chuyện đấy. Môi trường mạng rất cần sự tỉnh táo. Có nhiều con đường dẫn tới tình yêu, nhưng con đường nào cũng cần sự chân thành. Vâng, tình yêu là trái ngọt của cuộc sống. Có thể nhìn những cặp đôi hạnh phúc xung quanh, ai đó cảm thấy sốt ruột và dễ lao vào các ứng dụng để tìm kiếm tình yêu. Nhưng mà một chuyến du lịch hòa mình vào thiên nhiên, một vài cuốn sách hay là bộ phim yêu thích, những giây phút bên bạn bè thì cũng vô cùng ý nghĩa, bớt đi phần nào sự cô đơn của những người còn lẻ bóng. Và chúng ta không nhất thiết chạy đua bằng mọi giá để có người yêu như ai kia khi mà chưa tìm hiểu kỹ hay sẵn sàng.